là anh em nha, không giờ không có lên clip, không giờ mình bạn công chuyện lum la cho nó. Bữa nay mình sẽ lên clip, mình nói về cái vấn đề đủ thứ hết. Ở đây để mình làm chạm chơi với anh em mà. Thì thời gian qua có nhiều anh em rất là nhiều luôn, bị đạn, gậy bị đạn rất là nhiều. Thì anh em cứ vô bình luận hỏi mình nhiều lắm. Ở giờ bị đạn sao sao thì mình cũng chia sẻ cũng rất là nhiều clip ha. Mình nói là bị đạn rồi anh em zombie á, với lộn zombie cha anh em gắt vô miệng nó cũng đủ hết nhiều lắm. Để bữa nay mình đưa cái tên thuốc này lên cho anh em nha. Rồi anh em ra tiệm hú quay anh em mua ha. Mà nó biết cái chỗ bán chỗ bán không bán nữa. Cái này là đặc trị, đặc trị đạn luôn nha anh em. Mình phải nói với nó là mình phải nói với nó cái 100% á là con gà anh em hết đạn. Thì anh em chỉ cần nhỏ vô ngày hai ngày là anh gà bình ngày một à. Mà thấy mê thấy gà tuyệt vời đó, nói chung là nó hết luôn á. Thì nói chung mình cái gì tốt hay thì mình xài được tốt thì mình sẽ đưa lên hết. Mình cũng thử nhiều lắm, thì cái nào tốt thì mình sẽ đưa lên chia sẻ cho anh em chơi, người nói chung là người biết miếng thôi. Thì anh em coi nha, anh em ra tiệm quay á, anh em mua Casula đó, mình viết nè rõ ràng cho anh em xem ha. Thì anh em ra, anh em ghi đi đi, rồi anh em ghi cái hiệu lên đi, rồi anh em ra tiệm quay anh em mua cái chai này, thì anh em ghi chai như đó, anh em đưa người ta biết ta bán à. Casula chi đạn, cái này nó đặc trị 100% luôn, mà nó mình mới nó tuyên bố với anh em 100% luôn, nó tuyệt vời lẹ luôn á. Thì nói chung bị đạn á thì nhiều anh em nuôi gà đó, anh em nuôi rất là sợ, anh em sợ gà ốm. Casula nghe anh em, Casula chi đạn đặc trị luôn á, 100 ok đạt chuẩn luôn. Thì nói chung cái gì tốt thì mình chia sẻ lên. Thì nói chung mình cũng nhiều anh em bình luận nhiều, thì nói chung bình luận như nọ thì nói chung mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, mình chỉ đó mình chia sẻ à. Với nhiều anh em nuôi gà bị đạn xuống ký 100g, 150g, 200g bình thường nhiều lắm, nhiều cũng chết luôn nữa. Nó không ăn cái mình bỏ luôn thì con gà nó không ăn, lúc nào mới kiệt sức. Một ngày hai ngày con gà nó không ăn là đảm bảo con gà nó kiệt sức dữ lắm, thì con gà nó si từ 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 nó chết. Ốm thì tất nhiên ốm, nó không ăn nó chết rồi, cái gì cũng vậy. Nói chung cái gì là ok mình chia sẻ này, nhưng mà chia sẻ mấy cái trước là nuôi con gà này nọ thì sổ lãi, cái sổ lãi hàng sổ lãi bây giờ clip bây giờ nói chung nhập thuốc gì cũng khó khăn lắm, không có hàng. Hàng đó hàng của nước ngoài về chứ mấy hàng Việt Nam nó cũng khó, nhập về nó khó lắm. Còn anh em sổ lãi nhiều, anh em sổ bằng nói gì thuốc rồi, anh em sổ bằng thuốc đủ, nói chung là nhiều anh em nó hay lắm, đủ thuốc cho nói ra đủ thuốc, ai cũng thì mỗi người mỗi cái cách sổ lãi khác nhau. Mà thường sổ sổ bằng cao thì sổ bằng cao mình cũng nói đa số đó nó nhiều, sổ bằng cao nhiều con chịu, con không chịu, con không chịu nổi si nó chết luôn, nó hư gan hư gục chúng hết chết, nó nguy hiểm lắm. Còn nhiều anh em sổ bằng cái hút em bé, hút gì hút người sổ lãi của người lớn gì đủ thứ cho anh sổ lãi tùm lum trên á. Thì cái gì hay thì mình chia sẻ thôi. Thì nhiều anh em chia sẻ cũng tùm lum la cho nên mình cũng hưởng ứng này nọ, rồi anh em chia sẻ lên thì cái gì mình không hay mình thấy cái gì cũng hay lắm trên. Thì mỗi người một thì bởi trong mình nói ra là mọi người, người nào cũng đâu có ai chỉ đâu, đưa lên cái người mạnh nó giỏi hay lắm, bàn phím mà bấm vô rồi thì có gì cũng vậy chứ sự ngoài không chỉ ai chứ. Thế lên đây ra vẻ là mình là biết này bất nọ, bấm lên vô bình luận như bình luận như nhiều, có nhiều cái có nhiều cái cơ, nhiều cái kênh qua đây mình mắc cờ lắm, như anh em vô bình luận hỏi mình mà chưa trả lời cho anh thấy là nhảy vô trả lời giùm luôn, chỉ như chỉ kia nhóc trên mình sẽ ra cái nhưng mà không chỉ ai ở ngoài đời thì không chỉ luôn. Nếu hôm về cũng có mấy thánh anh chạy trầu đầu mới suy nghĩ, kia mình mua gà bằng ký, gà là bằng ký với đá mình ăn 7 6 thì cái đó chỉ bình thường,
đi ra gậy, đi ra đá gậy, gọng ngồi gọng rồi có 6 năm bình thường bắt tầm ầm nó nhầm gì. Cần gì nuôi gà phải đợi với câu phải hết hết đấu gì lum la. Đó là kia trẻ trâu á, không suy nghĩ á. Như đá với mình á, thực ra mình nói lên đây thì mình tâm sự với anh em chơi cũng rất là nhiều. Mình không khi dễ bất cứ một con gà nào, và một anh em nào chơi gà hết trơn không biết em đá ít đá nhiều. Cũng như người ta làm hồ đi, ta vui vẻ, ta vui chơi, ta đam mê, rồi ta đá 200, 300, 500 triệu nó hùng lên ta đá. Thì miễn ăn là vui, có tiền nhiều ta đá nhiều chút xíu, cũng như tiền cơm gạo này nọ người ta tính toán đủ hết. Còn như dạng mấy anh em, mấy anh mà vô bình luận, mấy anh hỏi tôi rồi nuôi gà bằng ký, có gà bằng ký gì nọ, đá 6, 7 tôi rất là đơn giản. Tôi đá ít, mà tôi nuôi vợ con tôi được. Tôi chơi vui, tôi đá 5, 3 triệu, tôi chơi vui, tôi nuôi có tiền, tôi lo vợ con tôi được. Tôi không có chơi mà, nhưng mà... Thì đá chung đá hay đá nhiều thì bán nhà lẻ lắm. Nếu muốn gà đừng vô đi hết đấu này ngày kia sầm sầm á. Tôi đá không có nhiều, 5 triệu à hết rồi đó. Tôi chơi cơm gạo chơi vui, không như anh em, bất cứ anh em nào gì mà nói là không khi dễ một người nào trên đó. Có anh em chơi 1 tháng, nhiều anh em làm 1 tháng rồi thấy 9 triệu. Thì anh em mua con gà, anh em chơi á, còn cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ cho anh đó. Bây giờ mình lên đây không khi dễ ai trên. Mình ghét nhất là những cái người nào khi dễ, người đó gạt tiền, đĩa tiền nhiều. Rất là ghét. Cũng như anh có tiền, anh chơi liều mạng, anh góp nhiều chút, góp sách nhiều chút. Anh nhắm là anh chơi đá gà mà đánh đá tiền mà anh ở nhà nó không, mà anh đá gà mà anh lo vợ con anh đầy đủ. Không biết nợ thì chơi, không có nói đừng đây mà ngủ. Đang 6-7, xàm lắm. Đây tôi chơi vui vẻ, tôi chơi đam mê, tôi chơi ghiền cũng như mấy anh em khác thôi. Tháng tôi làm 9 triệu, tại 8 triệu, nhiều người công nhân, nhiều anh em công nhân cũng làm đâu có nhiêu tiền. Thì tao đá gà nhiêu, hàng lại hùng lại 300, 500, 200 đá. Người ta chơi, người ta còn tính toán, người ta không mượn tiền. Người ta có nhiều, người ta chơi nhiều. Tao có chơi cơm gạo, đá vài trăm, vài triệu gì đó, tao đá. Thì ít tiền nhiều. Trời ơi, mở miên ra ta đây rồi đá mấy chục. Thì nói chung đá mấy chục thì cũng được. Không có gì trên thì nhà anh em có 1 tỷ thì anh em chơi cũng vài chục triệu đâu, không nhậm gì đâu. Chơi từ từ mới bán nhà lẻ đó. Bởi tôi ghét là ghét những người nào mà khi dễ vô đây rồi nó bình luận mà nói là đá 6, 7, 5 gì đủ hết. Chính tôi đi đá gạo như vậy. Thì tất nhiên anh em đi gồng thì hẹn một số 11 á, số 1 thôi buông tay. Mà anh em nắm con gà vô đá mấy chục triệu, anh em đá bào người ta, đá bào xuống đá 5 người ta không phải nữa. Triệu đó, 1 triệu, 1 triệu ăn 500 ngàn, ăn triệu sao không chơi được. Ngu sao không chơi. Thì chắc gì con gà cọp đó nó ăn được con gà chó, mình nói thiệt. Chính mình đi chơi hoài hàng ngày, mình đá gà hoài mình biết. Vô đá ăn 5 luôn. Thả ra gà chó đó, cái cốc, cái con gà cọp nằm cho bẹp nó ối chết tại chỗ, không có đá chân nào. Mình thấy rất là nhiều. Bởi đừng khi dễ gà khác, đừng khi dễ người khác. Con gà đá tháo con ke biết nói chuyện. Nhiều con xấu mà nó gấu lắm. Nói chung ta chơi trong đây, chơi cơm gạo, đừng vô đây mà hết đấu này nọ đủ thứ. Mệt lắm. Như tôi hẹn rồi đá 1 triệu. Ra ngoài tôi thấy hôm tôi đá 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu. Đây tôi chơi, ở đây tôi đá gà, tôi đá 600 luôn á, 6 xị luôn. 6 xị rồi, như là anh em đá, anh em của tôi nó không có tiền. Tôi vẫn tiếp sổ tôi đá, tôi đá 1 triệu mốt, hứng tôi đá 500. Đó, chơi vui vẻ mà mình chơi vui với anh em mà. Tôi không kỳ dễ bất cứ một người nào cho anh á. Miễn làm ra, mày nghĩ miễn sao mà ta chơi, mà trong cái phạm vi tiền của người ta, tiền bạc người ta. Ta chơi, cho máu gạo tiền, ta lo vợ, cho lo nhà ta nữa. Chứ không phải chơi mà sát phạt, chơi sống. Như là sống rồi đá là hai con gà nó mới đá được, mới 50, 40 gì, 100 gì bây giờ bụng. Thì đâu đâu phải chắc cứu đâu. Tao bấy gà người ta vô bẻ cổ cái chết liền đâu, đáng 5-6. Nói thiệt bây giờ tôi không khi dễ nha, chứ anh đừng nghĩ. Đừng nghĩ có nhiều đồng tiền, có nhiều tiền, nhiều đồng tiền túi ấy, khi dễ cái này kia. Thì anh em coi lại á. Mà coi mình nói đúng, tôi nói đúng không? Bữa nay mình được như vậy, ngày mai chắc mình được như vậy không? Đâu phải, trong cái cuộc sống nó nhiều cái bất ngờ lắm. Không có gì mà đừng có khi dễ người này kia, đừng kiếm chuyện người này kia mệt lắm.
Mà nói thiệt bên đây cũng tại vì mấy cái bình luận mình hơi quạo xíu, bên đây mình nói chuyện chậm chậm với anh em nó chơi thôi. Thì đầu tiên mình cũng chia sẻ anh em rồi đó, thì cách sống đây mình không có về đời ai trên đó. Nói chung chơi đá gà là đam mê vui vẻ chứ không có phải là sống một ngày cờ bạc không có nào giàu. Góp sách đủ tiền tại mình chơi, mình tiếp xúc cũng rất là nhiều, bạn bè rất là nhiều, không có thằng nào mà tròn vẹn rồi bữa nay ăn 50 triệu. Trời ơi má này ăn 50, rồi bữa nay chơi tài xỉu ăn 100 mấy, chắc qua mời chắc ăn nữa. Đá gà trong cái môn chơi cờ bạc không ai hơn ai vậy, hơn cái đầu này. Người ta ít, người ta chơi vui vẻ, ta chơi đam mê. Nói chung là trong cái môn gà là sống gì cũng trong cái môn gà, mình nói thiệt với anh em là kêu là đam mê thôi chứ sự không có ai mà muốn mà chơi cái kiểu đó. Như có tiền nhiều thì chơi nhiều, ít thì ít, ở gà là nhắm mua mấy triệu tôi đá mấy triệu chứ đâu phải nó gà mình hay rồi vô mình đá gà kia bẻ cổ con gà chết liền, không có. Há bằng cây mới biết, trời ơi chứ đi với gà anh em vợ vô như gồng nữa, vô cánh này cánh kia thằng sáu quá vậy, thằng sáu nhìn nó biết cái tẩy nó ngồi nó gồng, ừ mẻ thằng này vô hộ đá thằng sáu thằng bảy năm thì đó nó ngồi nó gồng nó để thằng sáu năm tôi bắt lụm vậy thôi. Bởi đừng có nghĩ gà mình hay, gà khi dễ gà người khác, trong cuộc sống thì nó nhiều cái bất ngờ lắm. Nói chung mình lên đây chơi, mình lên đây trên mạng YouTube mình chơi á thì có nhiều tất nhiên trong cuộc sống mà đâu có ai ghét, đâu có ai toàn vẹn ai mà hơn hết, nhưng mà đừng có làm nên buồn phím, đừng có gai vẽ cho nó phím không được gì hết trơn á. Sống mình sống cho nó thiệt tình với được cuộc sống của mình thật đi, bụng nào cũng chứa kích trong danh á, đừng có khi dễ người ta. Biết sau này mình ra sao, đừng có khi dễ gà này kia, gà này gà chó gà gì trên mình không khi dễ ai trên. Nói chung đam mê là mình chơi thôi, ta chơi vừa túi tiền, như tôi chơi 3 triệu 2 triệu 5 triệu mà tôi chơi bắt tới bắt luôn ngày cũng mười mấy đó. Thì vậy thôi, tôi cũng xào trẻ qua xào trẻ lại rồi tôi lời tôi lỗ gì đó không biết, trong cái môn chơi này phải có lời có lỗ rồi, chung nó vậy. Cũng như có kênh mình nó có bị sập gì đó mình cũng tạo thêm một cái kênh nữa, mình cũng tạo một cái kênh lại tính tên tấn không tấn gà không mà, để anh em nó có hơn mình, nó đam mê á, chung có đam mê với mình, hơn mình quý mình. Thì nói chung cái kênh mình nó có bị cái gì á, anh em cứ kiếm vô bấm tấn gà, nhưng không có thấy kênh mình trong đây bị cấm gì đó, anh em bấm vô tấn gà để cho ra mình nữa thôi, mình cũng tạo cái kênh nữa thôi. Hiểu cái nó mắc có gì như này kia ghét đủ thứ, nó kích mình cái kênh mình ra đủ thứ hết, thì có gì đó, anh em cứ bấm vô tấn gà sẽ ra mình nữa thôi. Thì mình nói chung sống gì cái đam mê, mình chia sẻ cái gì cũng cho anh em chơi thoải mái chứ mình không có gì mà giấu giếm cho anh em, cho nên mà mình ghét những cái người nào mà khi dễ người khác đó. Sống sao mà từ hai bàn tay trắng đi lên á, phải biết quý trọng cái người nghèo hơn mình, lúc đó mình cũng nghèo, mình đâu phải ai toàn vẹn. Cái clip mình hơi sạm xíu cho nó mới vui, tại nhiều cái bình luận mình thấy nó bực bội thì đó mình nói vậy thôi, mình đâu đây không có dạy đời ai trên á. Thì anh em sống cho chân thật cho bản thân của mình, tiền mình tạo ra mình chơi, mình còn này nọ nữa đủ thứ cho anh, đừng có vô đây mà khi dễ ta, khi dễ gà tôi thì gà tôi không dễ ăn đâu, không phải cỏ ăn liền đâu đó. Nhắm chơi nếu mà ai nhắm chơi với mình á, hẹn lỡ mà gặp thì đá đi, đá 6 năm đi cũng có người bắt à. Thì đó tôi chơi rồi, tôi chơi cái tập tôi chơi vậy đó, chơi vui vẻ thôi, đam mê thôi. Thì anh giàu anh chơi ai thì anh giàu á, giàu nhiều chút thì anh chơi nhiều chút, tự anh đá vài trăm thì anh đi kiếm cái người nào đá đẳng cấp với anh á, vài trăm triệu gì đó anh thách đấu người ta, hiệu chích kia mấy cái chạy nhỏ xíu cái chỗ cù bắp đây, nói chung gà cù bắp mà đá cái vài triệu chơi à, mà khó ăn lắm. Ăn nếu ăn gà tôi nói thiệt, tôi đá gà ăn gà tôi không có dễ, ăn gà tôi cũng gãy giò gãy cánh đuôi mắt tôi té không, không dễ ăn đâu, gà cù bắp lắm, đừng có dễ người ta. Tháng năm trước 10 đi sau đừng có cười, rồi bữa nay tan được nhiều đó, tháng sau rồi tháng sau đi cuốn gói đi luôn, mình nói thiệt có sao không sao, nói mẹ vậy đó, nó vui vẻ một chút. Thì anh em mua cái này là nghe anh em Tesla nè, là chị đạn 100% đạt chuẩn cho anh em đưa chơi luôn á, đặt chì đạn nha, nay lên chứ mình không vui nè,
nhắc tới mấy chuyện mấy cái hàng thành xàm đó mình bực bội lắm. Anh này bằng phím không à. Rồi chào anh em nha.